Hôm nay là một cái tập truyện liên quan tới những cái căn phòng trọ. Một khi đã thuê trọ rồi thì đây không phải là cái nhà của mình, cho nên ai cũng hầu như rất là sợ ma. Tuy nhiên, sợ ma là một phần, nhưng khi mình biết được cái lai lịch của căn phòng trọ đó, tại sao lại có ma thì còn sợ cỡ nào nữa. Đây là một cái câu chuyện như vậy, xảy ra hồi năm 2004, được một cái chị gái kể lại. Chị kể cái năm đó chị mới có học đại học năm 2 à. Chị có cùng với 5 người bạn nữ của mình nữa, cùng nhau đi tìm trọ để mà ở chung. Những cái năm đó đó thì mấy căn phòng trọ nó không có phải là khang trang như bây giờ đâu, chỉ là những cái căn nhà cũ đó, rồi những căn nhà người ta không ở nữa, người ta cho thuê lại. Nhưng mà những dãy trọ thời ngày đó nó rất là cũ kỹ sập xệ luôn. Cái nhóm bạn của chị mướn phải một cái căn này, đây không phải là một cái dãy trọ đâu, nó là một cái căn nhà nguyên căn luôn. Địa chỉ của căn nhà này đó thì nó nằm trong một cái con hẻm khá là sâu, gần cái vòng xoay Hàng Xanh ở quận Bình Thạnh á. Vô đây thì mới thấy căn nhà này nè, nó quá là cũ đi. Đa số nội thất trong nhà toàn là gỗ không à, mà gỗ màu đen thời ngày xưa. Tường này nọ đó là đóng rêu đóng rong hết trơn luôn, rất là cũ. Nhưng được cái giá quá là rẻ, sinh viên mới từ quê lên nữa mà, cho nên thôi ráng ở luôn, thuê dài hạn. Thời điểm đó thì vật giá leo thang, thành ra cứ thấy cái gì rẻ là quất thôi. Với lại khi mà mướn căn nhà này, mấy chị thấy một cái tốt gì nữa nè, tại vì những cái đồ dùng trong nhà này hầu như là cái bà chủ nhà bà để lại hết cho mọi người luôn, từ cái dao cái dĩa cho tới cái thau này nọ luôn đó, bà để lại hết, không lấy một thứ gì cả. Thậm chí là cái bàn thờ trong nhà của bà vẫn còn để luôn, bà không có dời đi chỗ khác. Trên cái bàn thờ này thờ người chết ở trển á, hỏi ra thì bà nói đây là người thân của bà nè, mà không biết lý do tại sao bà không đem người ta về chỗ khác để bà thờ. Bà còn nhờ mấy chị á, thôi mấy con ở đây á coi cúng kiến giùm đi, rồi đốt nhang cho người ta coi như người thân trong nhà đi. Mấy chị lúc này cũng đâu có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ thôi bây giờ á thờ người ta trong này rồi, quen chỗ rồi, mình sẵn tay đó thì cứ mỗi ngày mình đốt nhang cho người ta thôi. Mặc dù như vậy nhưng mà những ngày đầu đó thì mấy chị rất là khó ngủ, tại vì lạ chỗ mà. Cái căn nhà này nó cũng có gác, cái cầu thang lên gác á là một cái cầu thang bằng gỗ, nó rất là cũ rồi, đi cà cọc cọc vậy đó. Cho nên là những ngày đầu 6 đứa cùng nhau sắp lớp vậy nè, ngủ ngay tại dưới chân cầu thang. Và 7 ngày đầu không có cái gì đáng nói hết. Cho tới tầm khoảng 1 tuần sau, mặc dù ngủ thì không có thấy cái gì bậy bạ hết, nhưng mà cảm thấy là 6 đứa cùng ngủ dưới này nó quá là chật chội nực nổi đi, cho nên mới chia ra 3 đứa ngủ dưới này, 3 đứa thì trèo lên gác ngủ, tại vì trên gác cũng còn cái giường ở trển nữa. Khi mà ngủ dưới này rồi thì 3 chị ngủ dưới này đó, mỗi đêm là hầu như đêm nào cũng nằm thấy chung một cái giấc mơ, đó chính là thấy ngay chân cái chân giường của mình á có một cái ông đàn ông. Cái ông này á nhìn không có rõ cái mặt, nhưng mà cái mặt của ổng rất là xanh, như là mình cầm cái đèn mà màu xanh á mình rọi thẳng vô cái mặt của ổng luôn. Còn á cái thân người của ổng thì rất là mập nha, mặc cái áo sơ mi trắng cụt tay, mặc cái quần xà lỏng, cái quần cụt vậy nè. Ổng cứ đứng kế bên giường á, rung cái giường mà nói: tại sao mà nằm cái chỗ này của tao hoài vậy, cái nhà này của tao, tụi bay á đừng có nằm chỗ này, mà nếu tụi bay không tin á tụi bay dỡ cái giường này lên đi. Vậy đó mà sáng thức dậy nói ra thì đứa này kể đứa kia nghe, không ai tin hết trơn. Tại vì cứ nghĩ học hành nhiều quá rồi áp lực, thành ra đó là nằm chim bao thấy tầm bậy tầm bạ thì thôi hà. Rồi thôi thì mấy ngày sau vẫn ngủ tiếp. Nhưng chị để ý cách khoảng 2-3 ngày chị là thấy ổng nữa nha, đứng kế bên cái giường vậy nè, mà cái mặt thì cũng không có hung dữ đâu, nhìn rất là hiền, mà cứ nhìn thẳng vô cái giường này hoài vậy nè, nhìn ra một hồi lại đi. Thường á mà ổng nhìn chị đó nha, chị giật mình tỉnh dậy lúc nào cũng 3:15 sáng hết trơn. Tới lúc này thì chị cũng chưa có biết sợ sệt gì đâu, chắc là tại vì mình vẫn còn những cái mối lo khác ở ngoài xã hội. Tầm khoảng vài tuần sau đó thì chị lại thấy cái ông đàn ông đó nữa. Nhưng lúc này trong cái giấc mơ chị thấy ổng có nắm tay thêm một cái cô gái nữa. Nhìn thì chị đoán cô này tầm khoảng 20 tuổi thôi, tại vì cô này chị thấy được rõ mặt. Cái mặt rất đẹp luôn, mà mặc nguyên cái bộ đồ trắng mà nó mỏng dánh à. Chị diễn tả cái bộ đồ của cô gái này y chang là ở trong cái bộ phim Cô Long Dương Quá vậy đó, nó dài mà nó bay phấp phới vậy nè. Rồi hai cái người này đi lại cái chỗ của chị nằm á, làm quen kiểu nói chuyện, rồi muốn dẫn chị đi chơi. Trong vô thức mà chị đâu có làm gì được đâu, để người ta xui khiến mình dẫn đi đâu thì đi. Cứ hễ lần nào gặp đó thì hai người này nè, một người cầm cánh tay phải, người cầm cánh tay trái của chị, dẫn chị đi là bắt đầu chị bay theo chung với người ta luôn. Cái đợt đó là hầu như đêm nào người ta cũng dẫn chị đi chơi hết trơn á, mà mỗi đêm mỗi chỗ nha. Có đêm đó thì người ta dẫn chị đi vô một cái khu rừng gì nè, toàn là cây cối không à. Qua đêm sau thì dẫn đi tới một cái đường ray xe lửa mà không thấy ai hết trơn, cũng không thấy chiếc xe lửa nào luôn, như là cái nhà ga bị bỏ hoang vậy đó. Một đêm sau nữa thì chị thấy là người ta dẫn chị bay ngang một cái trại lính bỏ hoang vậy nè, không có lính mà toàn á là những cái nhà giam này nọ không à, nó rất là kỳ lạ luôn. Lần nào cũng vậy hết trơn. Có một cái điểm chung, đó chính là trước khi mà kết thúc cái giấc mơ này đó, người ta sẽ dẫn chị rồi đứng trên một cái nóc nhà rất là cao. Ví dụ đường ray xe lửa đi thì sẽ đứng trên cái nóc xe lửa, hoặc là cái trại lính Mỹ thì sẽ đứng trên nóc nhà. Cái cô gái mà mặc đồ trắng lúc nào cũng xúi chị nhảy đi, nhảy xuống dưới, ở vui lắm, nhảy xuống đi. Trong những cái lần mà người ta hối thúc chị, càng hối thúc thì bắt đầu chị là tỉnh dậy nữa. Hầu như lần nào cũng vậy hết trơn luôn. Chị để ý 3-4 lần vậy đó, là lần nào cũng vậy, 3:15 tới 3:30 sáng là sẽ thấy giấc mơ này.
Vậy đó mà chị nói cái giấc mơ này nè, nó kéo dài tầm khoảng 1 tháng rưỡi luôn. Hầu như lần nào chị tỉnh dậy đó là chị cũng thấy cái đầu của mình nó nhức bưng 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 luôn, mà chóng mặt cực kỳ, kéo dài vậy hoài đó. Chị mệt mỏi quá, cái người của mình xanh xao quá trời đi, mới kể lại cho cái nhóm bạn của mình nghe. Nhưng hầu như mấy cái chị kia là không ai tin hết trơn, tại vì duy nhất trong cái nhà này có mình ơn chị là thấy hoài thôi. Những cái chị kia người ta cũng thấy, nhưng mà chỉ thấy những cái đêm đầu khi mới vô cái trọ này ở thôi hà. Chị thì chị thấy hoài luôn, kể ra thì người ta không có tin. Nhiều lần chị cũng muốn là thôi bây giờ chuyển cái trọ khác đi, để tụi nó ở, mình ở chỗ khác, nhưng cũng không được. Tại vì một phần cái nhóm bạn này dù sao nó cũng là bạn thân của mình, không lẽ mình ơi mình tách ra mình ở riêng. Mà bây giờ mỗi lần mà có ý định tìm cái chỗ trọ khác là kiểu như là chị lại quên, chị có cái chuyện khác nó khỏa lấp đi cái chuyện này, như là có ai xui khiến chị không có được chuyển trọ vậy đó. Chính vì như vậy đó mà chị cũng thả trôi luôn à, thôi kệ bà nó đi, tới đâu thì tới. Tự nhiên hơn sao, chủ nhật ngày hôm đó đó chị đi mua bánh, mà cái tiệm bánh này nó cũng xéo xéo cái nhà của chị ở luôn. Vô đó thì cái cô bán bánh đó bà mới thấy chị đi từ cái ngôi nhà này, cho nên cô này cổ buộc miệng cổ nói chị là ủa mày ở căn nhà đó đó hả, thôi để cô kể cho mày nghe cái chuyện về cái nhà này. Tại vì cái nhà mà tụi bay đang ở đó, hầu như cái xóm này là không ai dám tới gần hết trơn. Hồi đó đó cái bà chị ruột của cái bà chủ nhà này nè, tự nhiên bà đi ra trước cái bàn tròn ngay giữa nhà đó, bà ngồi xếp bằng ở đó, cây bà lấy canh dầu lửa đó, bà chế lên người của bà tự thiêu, bà tự đốt luôn hả, không biết lý do tại sao. Rồi sau cái vụ hỏa hoạn này nè, con nhỏ cháu gái của bà chủ nó vô cái nhà này nó ngủ, sáng ngày cái thức dậy cũng chết luôn. Nhưng mà sau hai cái chết đó thì cái bà chủ bà vẫn còn ở cái nhà này nha. Tầm khoảng 1 năm sau có cái thằng cháu trai của bà từ dưới quê lên đây để mà chơi 1-2 ngày, nó ngủ rồi á, qua sáng hôm sau nó cũng chết luôn. Thế là 3 cái chết rồi. Thế như vậy đó thì bà mới sợ quá đi, bà chuyển sang cái chỗ khác bà ở. Bà sợ tới nỗi mà tất cả những đồ trong nhà này nè, mày thấy đi, bà có đem cái gì theo đâu, bà chỉ xách cái mình không của bà đi thôi đó. Thành ra bà bỏ hoang cái nhà này tới tầm khoảng 10 năm luôn. Tới cái năm nay nè thì mới có cái nhóm sinh viên của mấy con tới mướn đó. Bà mừng quá trời mừng, tại vì trời ơi cái nhà có người vô cũng có dương khí nó đỡ hơn. Rồi cái xóm này tao thấy có người vô ở, người ta cũng mừng nữa, tại vì nó không còn nhát những người trong xóm này nữa. Tại vì mày biết sao không, ở cái xóm này nè tầm khoảng hơn 10 năm nay rồi, cứ hễ cái nhà nào mà phơi đồ mà để ban đêm quên lấy đó là thôi, để tới sáng lấy luôn, chứ không có dám lấy đồ ban đêm. Tại vì những cái nhà mà xéo xéo cái nhà của con đang ở đó, đêm mà người ta ra lấy đồ đó ha, người ta thấy trên cái ban công nhà của mày á có một cái con nhỏ con gái, mà con nhỏ này á lúc nào nó cũng mặc nguyên cái bộ đồ trắng, mà nó mỏng dính mà nha, cái bộ đồ rất là dài luôn, nhiều giả dữ lắm, cái mặt của nó rất là dữ, mà đặc biệt á hai cái bàn tay của nó gì nè, cái móng tay nó dài tới nỗi mà nó cong lại luôn á, lúc nào nó cũng nhè cái hàm răng của nó ra, mà hàm răng là 4 cây răng nanh có đủ hết, với lại nó lè cái lưỡi dài của nó ra, cho nên cái xóm này là ai cũng sợ hết luôn. Tới khi mà có cái nhóm sinh viên vô đây ở nè thì mới đỡ đó, không còn thấy nó nữa. Chị nghe bà kể vậy là chị muốn rụng tim luôn, tại vì bà nói trời trời, không ngờ là cái nhà của mình mà cái xóm này là hầu như ai cũng biết hết trơn luôn. Nhưng chị nhớ lại là hình như trong cái giấc mơ của mình á, cái cô gái này cũng đẹp lắm mà, đâu có tới nỗi mà răng nanh rồi cái móng dài gì đâu. Không phải, có khi nào bà muốn dụ mình bớt mình đi thì bà làm cái hình hài đẹp đẽ vậy để mà dễ dụ mình không ta? Nghe kể xong chị cũng cầm bịch bánh chị về cái nhà này, ngồi đó mà phân tích những cái chi tiết của cô này kể lại đó thì chị thấy quá là đúng đi, y chang vậy luôn. Cái chị mới ra cái phòng khách, chị mới coi thử á, nhìn kỹ lại trên bức tường á thì nó có rất là nhiều cái vết nám luôn, như là cái nhà này đã từng bị cháy rồi vậy đó. Đúng thiệt như cái lời của cô đó cổ nói, tại vì cái nhà này từng có cái chết cháy của một cái vụ hỏa hoạn tự thiêu là của cái bà chị ruột bà chủ đó. Đụng cái chuyện này thì chị lại nhớ tới chuyện kia, chị nhớ lại cái giấc mơ của cái ông mà mập mập bằng cái áo sơ mi trắng đã từng thấy trong mơ của mình đó. Chị mới nhớ là ông đã từng nói cái chỗ của mình nằm là cái chỗ của ổng nằm nè, không tin á thì dỡ cái giường lên đi. Sau đó thì chị mới đợi những cái người bạn của mình về tới nhà, 6 đứa cùng nhau dỡ cái giường gỗ thiệt là dày của mình lên. Dỡ cái giường lên thì mới táo quả luôn, ở dưới cái giường á có nguyên một cái niệm gì nè, như là cái niệm lò xo thờ đó gì đó, mà nó lên móc lên meo, nó đen thùi lùi hết trơn luôn. Dỡ cái tấm niệm này ra đó thì ở dưới cái nền gạch đó có cái tấm hình thờ của ổng nữa, là một cái tấm ảnh chân dung mà nó được úp xuống gạch vậy nè. Cả nhóm tá quả luôn, bỏ chạy ra ngoài cửa ngoài, cả đám ra ngoài đó ngồi mà run cầm cập gì nè, không biết làm gì hết trơn á. Bây giờ nói với nhà cha mẹ đó thì cũng không có được, sợ cha mẹ lo, mà gần thi cử tới nơi rồi chuyển đi chỗ khác cũng không được luôn, tại vì chuyển là cả một vấn đề. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là phải mướn những cái người mà người ta mua dây chai đó tới đây, cho người ta tiền rồi người ta dọn cái niệm này đi luôn, đưa cái tấm hình thờ của cái ông đó cho người ta luôn, chứ không có để cho cái nhà này, rồi đợi khi mà thi cử xong đó hả chuyển đi chỗ khác. Vậy là cuối cùng cũng tìm được một cái người thu mua dây chai, người ta dọn xong hết trơn rồi đó thì cái cô hàng xóm cũng qua coi, cổ kêu á bây giờ tụi bay mua cái chai tẩy uế đó, tẩy uế hết nhà cửa đi rồi hả vô ở. Chị á thì dọn xong xuôi rồi, chị bắt đầu về quê, tại vì cũng 1 tháng rưỡi rồi chưa về quê, với lại mình là cái đứa bị ma nhát nhiều nhất, thành ra về dưới đó nói với cha mẹ biết thử coi có dẫn đi thầy bà gì chữa trị được hay không. Khi mà chị vừa về tới với nhà thôi, chị cũng kể lại cái câu chuyện này cho cha mẹ của chị nghe. Cha của chị nghe thì ổng tin liền luôn, tại vì sắc mặt của chị nói lên tất cả.
cái hốc mắt nó sâu hòm vô, mà con mắt của chị nó thâm đen vậy nè, với lại cái người của chị bắt đầu ốm lại rồi, mà cái giọng nói khi kể chuyện này lại đó, nó thều thào nói mà thiếu điều còn không muốn ra hơi nữa. Thành ra ngay lập tức cha của chị có chở chị đi tới nhà của một cái người thầy này, người ta là một cái người phụ nữ có vẻ như cũng đã quen biết với cha của chị từ hồi nào rồi. Vô tới đó thì bà thầy mới hỏi cha là con gái của anh đó hả. Vô tới nhà thôi, chị chưa kịp nói gì hết thì bà thầy nói trúng phốc luôn. Bà thầy mới nói là con nhỏ này có tới 3 cái vong đi theo nó lận, mà trong đó có một con mạnh nhất, đó chính là một cái con quỷ rồi. Cái con này nó chết còn trinh, thành ra nó rất là linh luôn. Nó theo mấy ngày hôm nay, nó định bắt con nhỏ này theo rồi, nhưng hên gần bắt đi đó là ông bà dẫn về nhà, thành ra nó chưa có bắt được. Mà bây giờ cô hỏi con nè, có phải mấy ngày gần đây là hầu như cứ cách vài ngày là con có thấy là một cái người người ta dẫn con đi vô cái chỗ rừng rú hay không? Nghe như vậy là chị chỉ biết gật đầu thôi, tại vì quá là đúng rồi. Thầy mới nói tại sao mà ngu dữ vậy, thấy một hai lần đầu á người ta về người ta nói người lớn đi, để tới bây giờ nó chuẩn bị bắt mày đi rồi đó. Thôi bây giờ để tao xin keo rồi tao đốt cái lễ tao cúng cho nó, nếu như mà nó đồng ý nó tha cho mày đó thì ok, về trên trển á chuẩn bị chuyển cái trọ liền đi, đừng có ở trên cái chỗ đó nữa. Nhưng nếu mà nó không có chịu đó, cô mà cô xin keo không được đó nha, thì coi như là phước đức của ông bà cho mày nhiêu đó thì mày hưởng hết đi con, cái duyên nghiệp rồi tao không có can thiệp được nữa. Chị nghe vậy thôi à, chứ chị cũng không có hiểu gì hết trơn á, rồi cũng gật đầu cho cái bà cô đó bả làm. Hình như là bà xin keo tầm khoảng 10 lần luôn, nhưng mà không có được. Do đó thì chị mới thấy là cái bà cô này bà lắc đầu. Sau đó bà có cho chị một cái cọng dây chuyền mặt Phật Bà Quan Âm nè, rồi một cái chai nước suối, về nhà rửa mặt thường xuyên đi, chừng nào hết thì thôi. Với lại một cái gói giấy gì nè, trong đó là cái vỏ cây á, những cái vỏ cây mà được phơi khô đó, đem về nhà xông khắp nhà đi rồi hửi cái hơi đó. Sau khi mà làm xong rồi đó thì bà cô này kêu về đi, chứ không có hề lấy tiền gì hết. Chính vì như vậy đó thì chị cũng tin cái cô này á thì chắc là cổ cũng làm ok. Sau ngày hôm đó thì chị cũng trở lại cái căn nhà này trên thành phố, làm theo cái lời của cô này dặn đó, thì chị cũng dùng cái nước này rửa mặt nè, rồi dùng cái túi cây đó để mà xông hơi khắp cái nhà của mình luôn. Chị nhớ nha, cứ mỗi sáng sớm rửa mặt xong á là cầm cái túi xông hơi nè, cứ nói, vừa làm vừa nói là tránh xa tao ra, hãy xa tao ra đi. Mà trời ơi, vừa làm mà chị mắc cười gần chết luôn, tại vì nói kiểu là nó cứ ngu ngơ làm sao đó. Với lại mình là người có học thức nữa, thành ra chị cũng không có tin gì mấy những chuyện này đâu, tại vì dù sao cũng chỉ là thấy trong mơ thôi, chứ đâu có hiện ra rõ mồn một đâu mà tin. Vậy là kể từ cái ngày chị quay trở lại căn nhà này tới tổng khoảng 2 tuần sau, thì trong 2 tuần đó chị chỉ lo tập trung ôn thi không à, không có nghĩ ngợi gì nhiều. Với lại ngủ ban đêm đó thì cũng không có bị người ta nhắc nữa. Tới một ngày, ngày hôm đó chị cũng đi thi về, nhưng buổi trưa rồi, tầm khoảng 11 giờ mấy 12 giờ đó, trong nhà cũng không có ai, tại vì mấy cái người kia đó người ta đi thi hết trơn rồi, thi không có trùng môn với chị, thành ra cứ mạnh ai nấy thi rồi mạnh ai nấy về à. Chị cũng mở cửa ra dẫn cái xe vô phòng khách này, rồi sau đó mệt quá trời mệt đi, không ăn uống gì hết, chị mới lại cái giường ngay dưới cái chân cầu thang đó, lại đó để mà nằm ngủ. Mới có nằm tầm khoảng 30 phút thôi thì bắt đầu chị lại có cảm giác rất là nặng nữa. Mở con mắt ra thì thấy cái cô gái mà cái bộ đồ trắng đó, cổ đè trên cái ngực của chị luôn, ngồi ngay cái ngực trên của chị, ngồi tại đó. Lúc này khẳng định là chị đang nằm mơ nha, chứ không phải thiệt. Chị mới thấy là cái cô gái này nè, cứ ngồi đè mà chị rất là nặng luôn, khó thở dữ lắm. Hên chị nhớ là cái sợi dây chuyền của bà cô đã đưa cho chị. Chị mới ráng chị lần lần nha, chị cầm cái mặt dây chuyền đó, chị đưa thẳng trước mặt của cô gái đó, chị nói đây nè, tao có bùa rồi nha, tao không sợ mày đâu ạ. Cô gái đó bắt đầu hơi né rồi, né ra cái mới nói là ê, tao không có sợ đâu nghe, trời ơi tao sợ quá, sợ ghê vậy đó, ba cái đồ dởm mà mày đặt hù tao nữa, mày đợi đi qua bữa sau đi, tao bóp cái cổ mày cho mày quẹo cổ mày luôn nữa. Vừa nói xong thôi, cô gái này đứng dậy là cổ chạy lên cái cầu thang gỗ, lên đó là mất tiêu luôn. Sau đó chị mới mở mắt dậy, hồi nãy giờ chỉ là mơ, nhưng cái ngực của chị nó đỏ chét luôn, như là có ai mới vừa ngồi vừa đẻ trở gì đó, nó rất nặng, chị rất khó thở. Do đó thì chị biết cái giấc mơ này là có thiệt, và cái người đó người ta bắt đầu muốn ám hại mình rồi. Cũng chính vì như vậy đó mà bắt đầu chị ớn rồi. Ngay trong ngày hôm đó, chị bắt đầu đi tìm những căn phòng trọ lân cận đó, coi chỗ nào còn phòng hay không để mình mướn. Nếu như mướn được đó thì cả nhóm giờ qua đó mình ở luôn. Nhưng xui khiến chị làm sao đó, không có lần nào mà suôn sẻ hết trơn, cứ gặp trục trặc hoài. Nhiều dãy trọ đó qua bển thì hết phòng, mà cũng có phòng trọ chị đặt được luôn, đặt cọc cho người ta, nhưng qua tới ngày hôm sau ta trả cọc lại. Ta nói thôi em ơi, chị xin lỗi em nha, tại vì cái phòng này chị không có cho mướn được. Kiểu vậy, như là có ai xui khiến không muốn cho chị phải rời khỏi căn nhà này vậy đó. Vậy thì thôi à, kệ, tới đâu hay tới đó, vẫn ở luôn. Bởi vậy mới thấy có rất là nhiều chuyện luôn, mặc dù con người của mình rất là muốn làm nhưng không bao giờ làm được hết trơn, chỉ vì cái sự xui khiến của một cái thế giới vô hình nào đó. Cho nên thôi, chị vẫn ráng ở tiếp. Nhưng lúc này chị đã biết cái nư của cô gái này rồi, tại vì chị thấy là hầu như mỗi lần cái cô gái này đêm nào mà về nhát chị đó thì chắc chắn cổ sẽ về ngay cái khung giờ tầm khoảng 3:15 cho tới trước 4:00 sáng. Thành ra kể từ ngày hôm nay, chị mới lấy cái đồng hồ đó, chị cài báo thức, cài tầm khoảng 2:45 thì chị sẽ thức.
thức canh đâu tới tầm khoảng 4 giờ sáng đó, thì sau 4 giờ sáng chị sẽ ngủ lại, để cho cái khoảng thời gian từ 3 giờ 15 trở đi mình thức, mình không phải thấy cô gái này trong mơ nữa. Nhưng hoàn toàn không có bao giờ được theo ý muốn của chị hết. Tối đêm đó trước khi ngủ chị cũng cài báo thức, cài là 2:45 sáng. Tuy nhiên tới khi cái đồng hồ nó chạy ngang giờ đó rồi á, nó reo lên, chị không có thức dậy nổi, tại vì mê ngủ quá trời hả. Khi mà cái đồng hồ nó im ru rồi, nó chạy tới 3:15 á, thì chị mới ngủ mơ màng thôi. Chị mới thấy á, cái cửa sổ ngay phòng khách của mình nó đang mở, ngoài đó chính là cái ông già mặc cái bộ đồ màu trắng đó nữa, cái áo trắng cục tay mà ổng cũng mập như ngày nào luôn, đứng ngoài đó mà cứ kêu ê ra đây chơi nè, ra đi gào này nè, ra đây với tao. Thấy vậy chị cũng mở mắt cả luôn. Lúc này chị thức dậy rồi nha, mà chị quên nhìn đồng hồ đã là mấy giờ rồi. Chị mới thấy là cái cửa sổ của mình nó vẫn còn mở. Thật ra cửa sổ này chị có mở thiệt, tại vì mở cho nó mát, thời tiết Sài Gòn nóng dữ lắm luôn. Chị cũng cả gan á, đi lại cửa sổ nè, coi thử coi có ai hay không. Nhưng đi càng gần chị không thấy ổng, nhưng mà chị lại nghe cái tiếng của ổng kêu nữa, cứ kêu ê ra đây nè, ra đây chơi đi, mà không thấy ổng đâu hết trơn á. Không hiểu sao cái động lực nào khiến chị phải kê sát cái mặt của chị ra ngoài cửa sổ đó mà nhìn. Vừa nhìn thôi thì ổng thọt cái giò của ổng lên cửa sổ, rồi thọt thêm cái giò kia lên. Có nghĩa lúc này ổng đang trỏng ngược cái người của ổng lên vậy đó. Rồi hai cái giò của ổng cứ đung đưa qua lại vậy nè. Chị quá trời sợ rồi, chị bỏ chạy lại cái chỗ giường của mình á, tán hai cái đứa nằm kế bên mình vậy nè. Trời ơi tán muốn xỉn nhuyễn luôn. Rồi hai cái chị kia mới giật mình chớ giới thức dậy. Hỏi gì vậy? Làm gì mày tán của tao dữ vậy? Nhưng mà nhìn lại cái cửa sổ thì không thấy cái gì hết trơn, vẫn rất bình thường. Trời ơi lúc này người ta chửi chị quá trời chửi luôn. Nhìn lại cái đồng hồ, 4 giờ sáng. Sau cái lần đó là những cái tần suất bị ma nhát đó, nó cứ thưa dần, có nghĩa là tầm khoảng 1 tháng trời thì mới bị nhát một lần. Nhưng đặc biệt nha, có người thân bạn bè tới đây chơi đó, ngủ buổi trưa thì chắc chắn sẽ bị cô này nhát. Và đỉnh điểm là cổ sẽ đuổi ra khỏi nhà luôn, không cho ngủ thêm một giây một phút nào nữa hết trơn á, sợ là phải cuốn gói ra khỏi nhà liền. Cái lần đó có cái chú này là chú Năm. Chú là chú ruột của cái chị Thảo trong nhóm này. Chú đi lên Sài Gòn để mà khám bệnh, thành ra là trưa ngày hôm đó ổng có qua cái nhà này, ổng ngủ đỡ thôi. Rồi tối ổng lên bến xe ổng về quê. Đang ngủ trưa gì đó thì ổng thấy cái cô gái này nè, cái mặt rất là ghê luôn, xanh chành nha, nhưng mà hung dữ lắm. Cũng cái bộ đồ trắng đó, nhưng mà 10 ngón tay là cái ngón nào cái móng tay nó cũng dài thòn mà nó cong lại luôn vậy nè. Ổng đang nằm đó mới lại rờ lên cái người của ổng vậy nè. Ổng giật mình thức dậy thì chửi thẳng ổng luôn, bây giờ mày có ra khỏi cái nhà của tao hay chưa, mày mà không ra đó tao dặn họng mày luôn. Chú kể trong cái lúc mà cô này nói đó, lộ ra 4 cái răng nanh vậy nè. Rồi lúc đó là ổng không có làm được hết trơn, cô này dùng cái tay của mình thôi nha, quăng ổng xuống đất một cái bịch luôn. Ổng sợ quá trời sợ, ổng cuốn đồ của ổng, nói với mọi người thôi tao về liền trong ngày hôm nay luôn, tao không có ở đâu. Ổng chưa kể, tới khi mà về dưới quê rồi đó, ổng mới dám kể lại cái chuyện này cho mấy chị nghe. Vậy đó mà vẫn ráng ở trong căn nhà này ngót nghét tầm khoảng 3 năm trời. Có thể có rất nhiều lý do, như là người ta xui khiến chị, không cho chị mướn một căn nhà khác, hoặc là cái vấn đề kinh tế chuyển trọ rất khó khăn, với lại không có đủ tiền nhiều, rồi qua trọ khác người ta mắc hơn nữa, tại vì căn trọ này nó quá là rẻ đi. Tới thời gian này chị gần lấy chồng rồi thì chị mới có thể rời xa được cái căn trọ này. Khi đó chị đi đó, chị có để lại toàn bộ cái đồ vật dụng cá nhân của mình hết trơn luôn, đi mình không đi về hả, về nhà của mình luôn. Về với nhà ở rồi đó thì chị cứ tưởng đâu đã được thoát rồi, nhưng mà không phải như vậy. Về tới nhà rồi á thì chị không có sợ đâu, tại vì nhà của mình có thờ ông bà đầy đủ hết trơn, mắc cái gì mà có ma quỷ ở đây. Nhưng cái đêm đầu tiên khi về tới nhà thôi, chị ngủ tầm khoảng 3 giờ hơn đó là bắt đầu chị đi làm chiêm bao nữa. Chị thấy cái cô gái từ thành phố, cô gái đó không có ở trong nhà mà đứng ngoài cái hàng rào của chị, đứng méo ngoài đường đứng mà kêu chị bằng một cái giọng rất là não nề luôn, như đang buồn đang rầu vậy đó, cứ kêu Hiền ơi, Hiền ơi Hiền, ra đây chơi nè Hiền, bạn Hiền ơi, bạn ra đây Hiền ơi, Hiền. Kêu xong là chị thức dậy liền, nhìn cái đồng hồ trong phòng của mình 3:30 sáng rồi. Chị nghĩ bình thường thôi, chắc có thể mình ám ảnh cái chuyện trên thành phố đây nè. Nhưng tại sao cái giấc mơ này, cái cảm giác nó thiệt tới như vậy? Cái cô gái đó cũng mặc cái bộ đồ này y chang vậy luôn. Cho nên lúc này chị bấm bụng, chị đi ra khỏi cửa phòng của mình á, ra nhìn ngoài cổng thử coi cái cô gái đó có thiệt ở ngoài hay không. Cái phòng của chị nó ở nhà sau, thành ra chị đi ra khỏi cửa phòng của mình, đứng hẳn ngoài đó, rồi nhìn ra nguyên cái đoạn hành lang trong nhà đó, nhìn thẳng ra ngoài cái cửa nhà. Cái cửa nhà của chị làm bằng kính, thành ra có thể nhìn được. Chị thấy ra tới ngoài cổng luôn thì trời ơi, cái cô gái đó vẫn còn đứng ở ngoài. Giờ này mới có 3:00 à, đứng ngoài cổng á, mà cái cô này bay nha. Tại vì chị thấy là cái khoảng cách từ cái mặt đất lên tới cái chỗ mà cái váy của cổ á, tầm khoảng 1 mét luôn, không thấy cái giò, mà cứ lướt qua lướt lại vậy nè. Chỗ đó có khói nữa, như là ai mà đang xịt khói vô cô này vậy đó. Mà cái tay của cổ á, cứ ngoắc, biết chị đang nhìn đó, cổ ngoắc hoài nè. Mà càng ngoắc á, thì chị càng muốn đứng ở đó, không có muốn chạy, như là cái cô này đang thôi miên vậy đó. Một hồi sau sợ quá để mới la làng lên, kêu mẹ mẹ. Thì bà mẹ mới chạy ra, bà hỏi mày khùng hả, giữa đêm mày không ngủ đi mày ra đây mày làm gì vậy, mày đứng mày nhìn ai vậy, bị mộng du hả. Chị cũng kể là y chang vậy đó. Rồi sáng hôm sau ba của chị có dẫn chị lên chùa. Lên tới đó thì sư thầy người ta cũng cầm cây nhang đó vẽ phía sau lưng của chị, rồi vẽ trước ngực của chị, vẽ cái chữ gì đó thì chị không có biết. Sau đó chị cũng được uống một cái loại nước gì đó. Rồi uống xong
Thầy mới nói cái con nhỏ này nó hợp với con dữ lắm. Tại vì cái ngoại hình của nó, cái tuổi tác của nó cũng trạc trạc tuổi con luôn. Cho nên nó canh đúng ngày đúng giờ, nó sẽ dựa vô cái xác của con, nó ở trong quầy đó. Thôi để ở đây người ta tìm cách bắt nó lại rồi trấn nó, không có cho nó đi theo con quầy đâu. Sau đó thì chị cũng về. Nhưng mà sư thầy, người ta có thu thập được cái vong hồn của con gái này không thì chị không có rõ. Tuy nhiên thời gian sau nữa đó, chị cũng không còn gặp cổ nữa, rồi chị cũng quên luôn. Đùng một cái chị lấy chồng. Sau khi lấy chồng rồi, hai vợ chồng của chị cũng lại quay trở lại thành phố để mà đi làm. Chứ ở dưới quê đâu có chỗ nào đâu mà làm. Lên đó, vợ chồng của chị cũng mướn một cái căn nhà nguyên căn ở quận 9, gần cái đường Đỗ Xuân Hợp. Cái nhà này thì rộng, sạch sẽ, thoáng mát nè, có cả cái giếng trời nữa. Thành ra cái nhà nó cũng sáng sủi lắm luôn. Chỉ có điều, ở trước cái nhà này có vài cái mã mà người ta xây cặp cái đường vậy nè. Chị thì cũng khá là sợ, nhưng mà chồng của chị ổng không có sợ gì hết trơn á. Vô cái nhà này đó thì trên nhà cũng có một cái gác gỗ luôn, để những cái đồ linh tinh không có xài tới thôi, chứ chị cũng không có ngủ trên đó nữa. Trên đó chị để là chỉ phơi đồ thôi. Chị nói thường á, cái nhà nào mà có ma, chị vô chị ngủ một hai ngày đầu thôi chị đã có cảm nhận liền rồi. Nhưng riêng cái nhà này chị ngủ không bị gì hết trơn á, mà chị cảm thấy rất là yêu thích cái nhà này luôn, tại vì nó hợp với mình. Nhưng đặc biệt mỗi lần mà lên gác phơi đồ đó, chị thường xuyên có cảm giác giống như có ai đang đứng cặp kè sau lưng của mình vậy nè, rồi người ta thổi phù một cái hơi vô cái ót của chị á. Mỗi lần như vậy đó là cái cảm giác của chị nha, nó lạnh mà nó chạy dọc sống lưng hết trơn vậy nè. Tự nhiên là ốc ác nổi rần rần hết trơn luôn, cái đầu của mình cũng hơi bị nhức nhức đó. Mặc dù như vậy nhưng mà ngủ thì không có thấy gì hết. Hai vợ chồng vô cái nhà này ở được một tháng đó, bắt đầu chị có bầu. Tới khi mà chị sanh đẻ này nọ, con chị được 3 tuổi luôn, thì chị vẫn còn ở trong cái nhà này và không thấy cái hiện tượng gì lạ hết trơn. Tới một ngày, cái buổi chiều ngày hôm đó là cũng chạng vạng tối rồi, chỉ có hai mẹ con của chị ở nhà thôi, còn cái ông chồng á, ổng đi làm chứ có về. Chị với con của chị đang đứng ngoài sân, chị đang cầm cái cây chổi á, quét cái sân sột sột vậy nè. Còn cái thằng con á, nó đứng vòng vòng ngoài sân nó chơi, nhưng mà cái chỗ nó đứng á, gần một cái gốc cây mít. Cái cây mít này cũng khá là bự luôn, nó sát cái hàng rào vậy nè. Chị nói ở thành phố mà tìm được một cái cây mít mà bự như vậy á, cũng khó kiếm dữ lắm luôn nha. Chị cũng đang quét sân vậy nè, đâu có để ý tới cái thằng con của mình đâu, cứ nghĩ á, nó vòng vòng trong sân nó chơi thôi. Đang quét một hồi đó thì chị mới nghe cái thằng con của chị nó khóc lên, như là có ai đang nhéo này đó, nó khóc mà điếng lên vậy nè. Chị mới buông cái chổi, chị chạy lại, nó đang đứng gần gốc cây mít luôn. Chị mới hỏi ai chọc con, cái vụ gì mà khóc, kể mẹ nghe coi. Nó mới nhìn lên cái nhánh cây mít á, nó mới chỉ chị á, cái bà kia kìa, trên cây á, ở trên cây có cái bà gì á, con sợ mà nó nói chuyện cứ ngọng liếu ngọng lo hả, đâu có nói chuyện rành đâu. Chị mới nhìn lên cái nhánh cây mít thì chị mới tá quả luôn, ngồi ở trển á, nguyên một cái bà, mà cái bà này á, hơn 50 tuổi rồi nha, nhìn thò lỏ xuống hai mẹ con vậy nè. Bà đang ngồi chậm hởm trên một cái nhánh cây mít, mà đặc biệt á, cái bà này ở trong á, bà mặc cái bộ đồ bộ, nhưng mà ở ngoài á, bà khoác một cái áo phản quang. Cái áo này như là cái áo của mấy cô lao công vậy đó. Cái vạch mà phản quang trên cái áo của bà đó, nó chiếu một cái màu xanh rất là xanh, nó hắt xuống cái mặt của chị vậy nè. Nhưng khi chị nhìn kỹ, cái áo bông bà mặc ở trong người của bà đó, nó rách nát hết trơn rồi, nó cũ xì, nó đen thụi lùi đó. Chỉ còn cái áo phản quang ở ngoài á, thì nó sạch sẽ, nó mới tinh thôi. Cái bà này, cái mặt của bà nha, cứ hậm hà mặt gì nè, mà kiểu như là bà không có nói gì hết trơn á. Bà chỉ trừng trừng bà nhìn chị thôi. Một hồi á, bà đổi sắc mặt, cái mặt của bà hơi buồn buồn tí. Chị mới sợ quá trời sợ rồi, buông chổi, xách đứa con của mình vô nhà, mở đèn sáng hết trơn luôn, điện chồng ổng về. Giờ đó mới có 6 giờ mấy à, hai mẹ con đóng cửa nhà lại, vô trong phòng, đóng cửa phòng lại luôn, đợi tới 7 giờ ổng mới về. Mà chị nói nha, đã sợ rồi thì 1-2 phút nó cũng dài như 1-2 tiếng gì đó, rất là sợ. Chị á, thì đang sợ gần chết vậy đó, còn cái thằng con á, nó cứ quậy hoài, nó đòi mở cửa phòng ra cho nó chơi. Mà trời ơi, thiếu điều á, chị muốn nhét nó vô cái họng của chị luôn vậy đó, nhét được là chị nhét liền luôn. Chị sợ một hồi á, rủi đâu bà xuất hiện trong cái phòng của mình thì chắc bể tim mà chết quá. Một hồi sau thì ổng cũng về, bóp càng sùm hết trơn luôn. Chị cũng lôi ổng vô tới trong phòng á, mới dám kể cho ổng nghe. Kể lại vậy vậy đó, cái bà này khoảng hơn 50 tuổi, mập nha, mà cái tóc bả quắn vậy à. Đặc biệt mặc cái áo lao công, mà bả ngồi chầm hởm trên cái nhánh cây mít á, tuốt cái trển á. Bả là ma chứ không phải là người đâu anh. Nhưng ông chồng của chị á, kéo chị ra ngoài. Trời ơi trời, mẹ của mày á, ma đâu mà ma. Mẹ mày tối ngày á, chọc tao không à, làm gì có ma. Trời nhá, nhem tối nhìn lộn mà tào lao không à, ma cỏ đâu ra. Rồi cái bà đâu, tóc quăn tóc quéo gì đâu, tao có thấy đâu. Tao ở đây 4 năm trời rồi, không bị gì hết trơn á. Tự nhiên hai mẹ con bữa nay ra mày đặt ma cỏ nữa. Đâu, bả đâu, xuất hiện tao coi coi. Mà chị nói trong khi mình sợ gần chết, ổng còn thách thức người ta, ổng không tin nữa. Nói qua nói lại một hồi á, chị cũng giận ổng luôn. Tại vì ổng không có tin, mà dòng những cái người không tin á, nói kiểu nào người ta cũng không có tin hết trơn á. Rồi thôi, qua bữa sau ổng đi làm về, ổng có xách một cái con chó vàng á, cột trước cửa nhà để mà cho hai mẹ con của chị đỡ sợ. Bẵng đi một tháng trời, chị cũng không có thấy cái bà này. Tại vì á, chị cũng không có còn dám bén mảng tới gốc cây mít nữa. Tự nhiên tối đêm đó, hai vợ chồng đang nằm ngủ trong phòng vậy nè, thì cái thằng nhỏ con nó nằm giữa hai người. Đang ngủ giữa đêm, chị nghe giống như là có ai đang cầm cái bọc á, mà cứ thổi lên rồi bóp, nó kêu bóp bóp bóp, rồi cứ tách tách lẹp bẹp làm hoài đó. Chị rất là khó chịu luôn. Mở mắt ra
Thì trước mắt của chị đó, cái cánh cửa phòng của chị nó đã được mở ra rồi. Cái bà già này nè, bà ngồi ngay chăng cái góc cánh cửa luôn. Bà ngồi trong góc đó, mà cái áo phản quang của bà nó dạ ánh sáng á, nó sáng lên nguyên một cái góc vậy nè. Dẫn cái ánh mắt đó, cái cặp mắt của bà nha, cứ nhìn thẳng vô cái thằng con của chị thôi. Lúc này bà biết chị nhìn bà rồi đó, nhưng bà không có thèm nhìn chị luôn, chỉ nhìn chằm chằm vô cái thằng nhỏ con của chị thôi. Rồi theo phản xạ, chị mở miệng chị hỏi bà luôn. Chị hỏi ai sao mà nhìn con tôi dữ vậy? Bộ tính hại nó hả chị? Nhưng cái bà này không có làm gì hết trơn á, bà biến mất tiêu luôn. Từ từ người tan biến như là khói gì đó. Rồi chị mới tán cái anh chồng của chị, ổng mới thức dậy. Chị nói trời ơi, cái bà lao công hồi bữa hổm á, trên cái mít á, bây giờ bà trong góc cửa phòng của mình kìa. Cái anh chồng của chị mặc dù không có tin, nhưng nhìn cái vẻ mặt của chị sợ quá rồi sợ đi, ảnh cũng tin phần nào. Do đó là mở hết trơn đèn trong nhà ra luôn. Rồi hai vợ chồng á, canh thằng nhỏ đâu có dám ngủ nữa đâu. Cho tới sáng thì anh chồng của chị nói là thôi, để anh xong cái dự án này đi, rồi hai vợ chồng của mình chuyển cái nhà khác. Chứ cái nhà này á, nếu em nói vậy á, chắc không có ở được đâu. Rồi khi mà ảnh đi làm, ở nhà chị ẵm cái đứa con của chị á, định đi vòng vòng sớm hỏi những người lớn tuổi về cái căn nhà này. Nếu như mà có thiệt nha, thì chắc chắn cuộc đời của mình nó là xui, tại vì ở đâu cũng toàn gặp thứ dữ không à. Thế là bắt đầu chị mới ẵm cái thằng nhỏ con của mình đi ra khỏi cái nhà này tầm khoảng 400 mét á. Chỗ đó có cái nhà của một cái cô này, cô cũng lớn tuổi rồi, bán tiệm tạp hóa. Do đó chị mua quá trời đồ luôn, bắt đầu ngồi lại hỏi chuyện với cổ, cũng hỏi về cái nhà này, nhưng mới đầu cổ không có trả lời. Cổ nói cô không có biết gì hết trơn con ơi, với lại thôi nói ra mất công rồi ảnh hưởng tới người ta, nhà người ta đang cho thuê mướn này nọ, nói ra người ta ghét mình nữa. Nghe cổ nói vậy là chị biết chắc chắn cô này sẽ biết về cái nhà đó rồi đây nè. Cho nên chị mới kể lại hết toàn bộ cái câu chuyện về cái bà đàn bà trên cái mít đó cho cô này nghe. Nghe xong cái cô này mới nói là ừ thôi, tại vì cái nhà này hồi trước giờ đó cũng đổi chủ rất là nhiều rồi, đổi quá thì chủ luôn, rồi người ta mướn lại cho thuê này nọ đó, mà tao thấy là cũng không có ai ở được lâu hết trơn á, chỉ có vợ chồng của mày ở được mấy năm trời đó. Thôi mày ở lâu vậy đó thì thôi tao cũng kể cho mày nghe luôn. Tao chỉ nhớ hồi đó đó là khoảng 30-40 năm về trước, thời đó tao còn trẻ lắm, tao cũng ở chỗ này nè. Cái năm đó cái nhà này nè, cái bà chủ gốc á, bà là bà Liên, hai vợ chồng ở chung có 4 đứa con. Bà này bà cũng hiền lắm, bà cũng ít nói, nói chung là ít giao du đó. Nhưng cái thằng chồng của bà mất dạy lắm, ổng nhậu xỉn về đó ha, là đánh đập bà, đánh mấy đứa con luôn, đánh dữ dằn lắm, tội nghiệp bà lắm mày ơi. Chính vì vậy đó, bà nuôi 4 đứa con đâu có nổi đâu. Rồi cũng trong cái năm đó có cái phong trào vượt biên đi Mỹ đó, bà thấy khổ quá đi, bà mới đưa 4 đứa con của bà cho em của bà nuôi. Rồi bắt đầu bà gom bà mượn tiền người ta, bà đi vượt biên qua nước ngoài. Thời điểm đó mà tao đi vượt biên á, giờ là chắc tao cũng giàu rồi. Rồi bà cũng được lên tàu bà đi. Tới khoảng nửa tháng sau á, người ta cũng tưởng đâu ừ chắc bà này bà đi im ru rồi đó. Nhưng không phải, bên Campuchia đó, người ta mới đánh thư về gửi cho chị em của bà đọc rằng bà đã chết rồi, qua Campuchia nhận xác của bà về đi. Khi đó ai cũng khóc hết trơn, cứ tưởng đi trót lọt không à. Chị em bà qua tới bển nhận xác của bà đó, thì người ta mới nói là lúc mà cái tàu của bà qua tới bên Campuchia đó, người ta giữ lại không có cho đi, đợi cái ngày mà trục xuất về Việt Nam. Thành ra trong cái thời gian đó, người ta mới giữ cái nhóm người này lại trong một cái trạm đó. Thì thành ra trong cái thời gian này nè, bà lên lầu 7, bà nhảy xuống, thành ra bà mới chết. Hiện tại cái xác của bà đã được người ta lưu giữ 9 ngày trời rồi. Nhưng mà có cái này lạ nè, tới bây giờ tao cũng không hiểu nổi luôn, là khi chị em của bà vô tới nhà xác bên Cam á, nhận cái xác của bà, dỡ cái khăn ra đó, thì thấy bà vẫn nằm xuống được à, không có bị tày trụa gì hết trơn á nha, không gãy tay không gãy chân gì hết trơn á. Nhìn bà cái bắt đầu á, bà mở mắt bà sống dậy mày, trời ơi rất là mừng luôn. Khi đó không ai sợ gì hết trơn á, tại vì thương bà quá mà. Lúc đó cũng dẫn bà về, về tới bên Việt Nam rồi á, ai cũng chúc mừng hết trơn, tại vì mấy ngày trước đó đã nghe thông tin cái bà này á, bà chết rồi. Tuy nhiên kể từ khi bà về nhà, tao thấy bà lạ lắm nha. Bà kể trong nhà hoài, không có nói chuyện, không tiếp xúc với ai hết trơn á. Mà ai gặp bà cũng trừng trừng mắt bà nhìn vậy. Lâu lâu tao thấy bà buồn, rồi cứ vậy hoài đó. Tao nhiều khi cũng không dám đi ngang nhà bà luôn. Mà tao nghĩ nha, chắc bà trong nhà xác đó, rồi bị ma quỷ dĩa trống nhập vô, chứ không phải bà sống lại đâu. Chưa được tháng nữa là bà điên luôn mày. Trời ơi, chị em trong nhà bà là ai cũng sợ hết. Tại vì á, bà có cái sở thích rất là lạ luôn. Bà chỉ khoái mặc cái bộ đồ nào có cái màu xanh đậm thôi nha. Con nhỏ em của bà thời điểm đó đó, nó làm lao công đi quét rác ngoài đường đó, nó có cái bộ đồ phản quang gì nè, thành ra bà cứ lén bà lấy cái áo đó mặc hoài luôn hả, mặc vô vậy đó, rồi á cứ khùng cứ điên dại dại vậy luôn. Mặc dù không có phá phách gì ai hết trơn á, cứ làm lì trong nhà đó, rồi mặc cái áo đó vô ha. Cái ngày hôm đó nguyên nhà bà có đám có tiệc gì của người quen đó, đi đám hết trơn à. Bà thì bệnh hoạn mà đâu có đưa bà đi được đâu, bà ở nhà. Tới khi về nhà mới thấy ra đó, bà lên cái gác của bà đó, mà cái nhà này ngày xưa cái gác sụp sệ dữ lắm, lên trển. Rồi bà lấy cái can dầu hôi á, cái dầu lửa để mà đốt đèn dầu đó, bà đem bà uống. Bà uống hết trơn rồi đó, thì bắt đầu á, bà nhai cái lưỡi của bà. Bà lè cái lưỡi ra ha, bà nhai nát cái lưỡi luôn, là bà chết. Mà tao cũng không hiểu tại sao, kiểu như là ma xui quỷ khiến, rồi cho bà uống cái dầu hôi này vô, rồi nhai cái lưỡi luôn, mà tao cũng không hiểu nổi tại sao bà vậy nữa. Mà một cái chết ghê nhất từ hồi đó tới giờ tao mới thấy trong xóm này luôn á. Rồi giờ mấy chục năm trời à, cô cũng không còn biết là 4 đứa con của bà giờ đi đâu, rồi chị em của bà sao nữa. Tại vì người ta cũng đổi chủ quá nhiều luôn, tao cũng không còn biết nữa, giờ mạnh ai nấy sống rồi mày ơi. Mà cái thời điểm sau khi bà chết nha,
cái xóm này những người cũ của ở đây á là ai cũng bị bà nhát hết trơn. Gặp bà đó là bà cứ đứng trân trân vậy nè, bà nhìn người ta, có người yếu yếu đó còn gặp bà nhai cái lưỡi của bà nữa, gặp là có người ta xỉu tại chỗ luôn. Nói chung là cô nói thiệt với mày, cũng lâu lắm rồi cái xóm này là ít ai bị bà nhát nữa, thành ra tao cũng không biết là bà còn ở đây hay không. Nhưng ngày hôm nay mày nói ra đó, tao mới biết là bà cũng còn ở đây, bà chưa chịu đi nữa. Thôi nhà có con nít, dọn đi con, đừng ở đây nữa. Sau khi mà chị nghe xong là bắt đầu về nhà dọn đồ liền, bye bye căn trỏ luôn, không bao giờ dám quay lại nữa. Mặc dù ở đây 3 năm rồi, quen nước quen cái hết trơn, đùng một ngày gặp bà vậy đó thì quá trời là sợ đi. Bởi vậy mới thấy cái kinh nghiệm xương máu khi mà mướn trọ mướn nhà này nọ đó là đầu tiên phải hỏi những cô những chú, đặc biệt á là những cái bà nào mà lớn tuổi bán tạp hóa vòng vòng đó, chắc chắn người ta sẽ biết những ngôi nhà này. Nói cho vui vậy thôi, tuy nhiên khi mướn nhà này nọ đó thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu khá là kỹ trước khi ở nhà mọi người. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc.